bóc phốt con gái 7:30 vào lớp, 7:25 vẫn trùm chăn. Nhưng dân mạng chỉ để ý đến mặt mộc của cô con gái. Nhìn thấy mặt trời đã lên đặng 7-8 sào, còn lớp học thì bắt đầu từ lúc qua 7:30. Trong khi 7:25 phút con gái vẫn còn kiên cường nằm cuộn mình trong chiếc chăn yêu quý, ông bố đã tức tốc cầm theo cây roi sắt hùng hổ như thánh gióng bước vào gọi con gái dậy. Trong khoảnh khắc mơ hồ giữa giấc mơ và thực tại, cô gái còn không quên với tay chụp ngay con gấu ghiền rồi ôm vào lòng. Sau đó còn phụng phịu vài câu với bố trước khi chấp nhận khuất phục bước xuống giường trước uy lực của phụ huynh. Thế nhưng bên cạnh hình ảnh yêu thương thấm thía của ông bố dành cho cô con gái thích ngủ nướng của mình, thì mọi người cũng không quên quan tâm đến gương mặt mộc với nét đẹp vô cùng sắc sảo, không phấn không son mà đẹp không tì vết như thiên thần của cô gái khi vừa mới tỉnh cơn mơ. Một số bình luận của dân mạng để lại: mỹ nhân mặt mộc ở đây chứ đâu, sao bất công thế nhỉ, người ta ngủ dậy như thiên thần, mình vừa ngủ dậy trông như mụ phù thủy, coi có chán không cả chứ. Vẫn phải tìm thêm con gấu mới yên tâm dậy, đáng yêu ghê. Cháu nó vẫn còn ôm gấu bông đó, mấy thanh niên cứ bình tĩnh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.